Trước khi tìm hiểu về Maven thì có một số yêu cầu mà các bạn cần phải nắm được. Đầu tiên là các bạn phải có kiến thức về Java, những kiến thức cơ bản nhất thì các bạn có thể tham khảo loạt bài hướng dẫn Java Basic của mình. Các bạn cũng cần phải có kiến thức về Junit, tức là Unit Testing ở trong Java, thì cái này chỉ cần biết concept. Có thể trong quá trình hướng dẫn thì mình sẽ nói đến Junit nhưng mà sẽ không chi tiết, các bạn nên chủ động tìm hiểu trước. Thì đấy là hai cái kiến thức mà các bạn cần phải nắm được trước khi chúng ta tìm hiểu về Maven ở trong loạt bài hướng dẫn này.